Giá heo hơi hôm nay ngày 25 tháng 1 các địa phương tiếp tục xu hướng tăng. Giá heo hơi hôm nay ngày 25 tháng 1 tăng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg trên cả nước. Theo cục chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt tăng thêm từ 10% 12% ở tháng trước và sau Tết Nguyên đán nhâm dần. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng cao nhất 3.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg so với phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang và Bắc Giang cùng nhích nhẹ một giá, hiện đang giao dịch trong khoảng 57.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Nam Định, Phú Thọ và Hà Nội cùng tăng 2.000 đồng mỗi kg, điều chỉnh giá thu mua lên 58.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 56.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 57.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 57.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 57.000 đồng mỗi kg. Hà Nam là 57.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 59.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp đạt tăng ở nhiều địa phương. Theo đó, thương lái tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiện Huế và Nghệ An đang thu mua heo hơi trong khoảng 55.000 đến 57.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg. Sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg, hai tỉnh Bình Định và Ninh Thuận đang cùng giao dịch chung mức 56.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Lạt cùng tăng 3.000 đồng mỗi kg lên chung mức 57.000 đồng mỗi kg. Thương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 57.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 57.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 55.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 56.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 54.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 57.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 1.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam nhích nhẹ một giá trong hôm nay. Hiện tại sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg, thương lái tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Kiên Giang đang giao dịch với giá 55.000 đồng mỗi kg và 56.000 đồng mỗi kg các địa phương khác không ghi nhận thay đổi mới trong ngày hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang giao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 57.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 55.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 55.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 56.000 đồng mỗi kg. Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 55.000 đồng mỗi kg, An Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 54.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 54.000 đồng mỗi kg, Tiên Giang là 55.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 55.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 55.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 54.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 55.000 đồng mỗi kg, Sóc trang là 54.000 đồng mỗi kg. Theo ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục chăn Nuôi, năm 2021, ngành chăn nuôi chịu tác động lớn từ đại dịch COVID-19, nhưng sản phẩm chính của ngành vẫn đạt vào vượt kế hoạch đề ra, theo Báo Nông nghiệp Việt Nam. Sự tăng trưởng của sản phẩm chăn nuôi đã bảo đảm giữ vững tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong tổng giá trị ngành nông nghiệp, cả năm 2021 ước đạt 25,2%. Sản phẩm chăn nuôi đáp ứng cơ bản nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt tăng thêm 10%, 12% ở tháng trước và sau Tết Nguyên đán nhâm dần, phó cục trưởng cục chăn nuôi khẳng định